đang trên đường đi về Sài Gòn. Mình vừa mới ra khỏi Đà Lạt, đang tận hưởng cái đường đẹp như thế này. Trong vòng 5 tiếng nữa mình mới về. Hai vợ chồng nói chung là cũng enjoy 3 ngày vừa rồi hết mức luôn. Rất là bất ngờ với cái địa điểm mình đi. Chắc chắn là sẽ quay lại. Xin chào mọi người. Như mọi người thấy, Huy đang đứng ở cái phong cảnh rất là đẹp luôn. Mình đang ở Đà Lạt. Sau vài tuần vừa rồi rất là bận rộn thì đã dắt bà xã đi chơi. Thì mình đang ở một cái resort siêu đẹp, nó gọi là Mơ. Thì thấy không? Mê hồn luôn. Bây giờ mình ăn trưa ha. Quán này thì khách sạn nó rất đặc biệt, nó nằm ở ngay ở giữa rừng luôn. Và có đói chưa? Lần đầu hỏi câu hỏi đó à? Wow chưa? Chưa wow. Sắp wow. Cái này gì em? Dạ, cái này sẽ là gỏi gà hoa chú nha anh ơi. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn em. Cho mình nha. Cảm ơn chị, đừng ngon miệng. Thank you. Em gửi thêm phần cơm chiên hải sản ngọt nước cho mình. Ừ, rồi. Dạ, cảm ơn em. Rồi, bon appetit vợ. Thank you. Đó, chụp cái một cái. Từ từ, cho nó chụp cái chị một tấm. Sao không chó? Phòng á, thì mỗi phòng mình thuê được riêng. Nhà của hai đứa là cái nhà nhà đằng sau kia. Đó. Và di chuyển đến từng nhà từ cái bãi đỗ xe này mà có xe, mấy cái xe bắc đi điện này nè. Đây là cái nhà của mình đây. Nhà mình gọi là nhà Spring. Nhà Spring là nó có một cái dòng nước con nó đi qua nè. Mình luôn luôn sẽ nghe tiếng nước nha. Nó rất là phong thủy, rất là thư giãn. Đó. Xong cái giấc ngủ này. Thấy không? Nhìn nào. Mình khẽ không? Rồi, ăn trưa xong. Uống cà phê xong. Bây giờ là đến giờ ngủ trưa này. Trời ơi. Hôm nay có ngày ngủ trưa này. Cả chỗ này nữa này. Ngủ đi con. Vườn cam này mình sẽ có một quãng đường nó sẽ xuyên qua rừng già. Dạ. Hello you. Cây nào dễ cầm nhất á? There you go. Here we are ready. Where's Papa? Papa ơi. Yoda is ready. We ready for you. Ôi ơi, coi ổng kìa. Thích quá luôn. Let's go for adventure. Mình sẽ lên đồi, đi lên thăm một cái vườn, nghe nói có một cái cây đào nở hoa ở trên đó, mình sẽ đi lên dốc. Gọi vườn cam. Gọi là vườn cam. Mình sẽ lên một cái dốc cao thì cao, mọi người đi theo nhé. Rồi hai đứa được cây này nè.
Đó, vì là không có mang giày để đi đi đồi. Đeo cái cây này cho nó chắc cú. Anh gì, anh tên gì ta? Em tên Duy. Hello Duy. Anh Duy là sẽ lead và guide bọn tụi mình đi. Từ đây đi qua vườn cam thì mình khoảng tầm 15 phút ạ. Hello mọi người, vậy là mình đang ở trong rừng nè, đi đến cái cam vườn, vườn cam. Hôm nay có anh Duy đằng trước kia, anh ấy hướng dẫn mình đi. Nói chung cái đoạn đi này cũng không có khó khăn gì cả, mình đi cũng thư thả, ngắm phong cảnh thôi. Let's go. Oh shit. Thử rồi, nào, hấp, yeah. Làm sản xuất thật mạnh. Mày đi được luôn, nó đi không? Gọi vậy. Wow, vô là mình gọi quá. Oh, wow. Good boy. Anh Duy vừa nói là đây là cây hồng rừng. Cái trái nó đâu anh Duy? Dạ, nó bị nhũng rồi. Nhưng mà cái size của cái trái này không là phải mua cái thôi. Size này. Cái này có, mình thường có ăn được không? Nó sẽ hơi chát. Nó chát hơn là hồng hồng nhân tạo đúng không? Dạ đúng rồi. Quay được ạ. Anh ngâm chút xíu đi. Vô ra tranh thủ đi, vô ra, ở đằng đáy kìa. Dạ. Như con ong con. Trời, có bà vô đà. Bà vô đà nó. Cái gì vô đà? Cái gì vậy? So, mình đã hoàn tất một cái đồi. Nghe anh Duy bảo là 800m mà hai đứa đi tới 1 tiếng rưỡi. Vừa đi vừa thở, vừa trải nghiệm, vừa chụp hình các kiểu. Người ta đi có nửa tiếng mà mình đi tới 1 tiếng rưỡi. Được con gái là lên tới trên đồi xong rồi có xe chở, xe resort chở về thì thích luôn. Quá đã, hay vô đà ha. Quá đã. Duy vừa nói là Duy, gia đình Duy lên trên đường này rất là hay. Vì là sao? Vì là hai đứa sống ở bên châu Âu cả sống rồi, cho nên là về đây mình cảm giác thật sự như châu Âu luôn á. Yeah. Đó, mình đi đường hoặc là mấy cái nhà này cho mình cái cảm giác, cái feeling mình đang ở, không phải ở Việt Nam nữa, mình châu Âu. Tức là mình đi, mình sống ở trong thủ đô, trong thành phố lớn, mình ra ngoài này, nó thay đổi hoàn toàn luôn. Đấy là đồ ốc nó rất thoải mái ngay tức luôn đúng không ạ? Là đã vào chợ đấy, anh đang đứa lang thang ở đây không chưa kìa. Đây là vợ ăn là trứng cút nè, chồng ăn là bò với trứng gà nè, chấm xíu mài, thêm hành phi và khoai. Chúc vợ ăn ngon. Trời ơi. Sốt nấm của có cái nấm này nè, morel là cái gì đó, trang trí rất là đẹp luôn ha, đẹp đó, beautiful.
Ê, mọi người, mình vừa mới di chuyển từ Merstay đi đường rừng đến cái nông trại của Merstay này là người ta trồng rau củ tự nhiên để xài cho nhà hàng của nhà hàng resort luôn. Vừa nãy ăn mấy cái rau củ rất là tươi và rất là ngon. Này vô đã. Hey, aus, đứng im. Trời ơi, cái vườn người ta trồng, người ta bán hàng, mày vào ỉa đái chạy tùm lum tà lé trơn nè. Nó định nhảy vào đây các bạn ơi, nó nhảy vào đây, nó bới đất đó. Từ từ thôi nè, cho vợ nè. Golden berries. Oh, you can eat it, right? Yeah, you can eat right away. It's really sweet. Sữa đậu nành bò, trứng ốp la, hoa quả, mì spaghetti, xíu mại, cái mì salad, trời ơi, nước thang, cà phê. Và một con chó Yoda. Tao nhìn cái gì đó? Thật xuống à? À, nhìn cái này hả? Em thèm ăn cái đó đúng không? Trời ơi, chạy nước dãi thòng lòng, trời ơi. Chịu nổi không? Chờ cho ăn đó. Nào, 1, 2, 3. Ok, it's... Và bây giờ lại về Sài Gòn và chuẩn bị đón Tết. Vì thế là Vân và Huy chúc mọi người một Tết vui vẻ, một năm mới hạnh phúc. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái tập này cùng Vân và Huy ha. Peace, bye bye.